Xin chào các em. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em sử dụng các phương tiện chữa cháy cơ bản để dập tắt đám cháy ban đầu. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm với hai loại bình chữa cháy. Bình thứ nhất là bình bột chữa cháy, bình thứ hai là bình khí chữa cháy. Để sử dụng được hai loại bình này thì trước tiên ta phải biết cách phân biệt được đâu là bình bột chữa cháy và đâu là bình khí chữa cháy. Vậy chúng ta có một số cách phân biệt cơ bản như sau. Cách thứ nhất là chúng ta có thể dựa vào quan sát phần loa phun. Loa phun của bình bột thì nhỏ, còn loa phun của bình khí thì to. Thứ hai là trên khu vực cụm van, đối với bình bột thì có đồng hồ đo áp suất, còn đối với bình khí thì không có đồng hồ đo áp suất. Cũng có thể nhìn trên phần nhãn bình có ký hiệu MFZ là bình bột, còn MT là bình khí bột. Về cấu tạo gồm thân bình hình trụ đứng được làm bằng thép và có các mối hàn và thường được sơn màu đỏ. Bên trong có đường ống dẫn bột được gọi là ống siphon, có khí nén và có bột. Bột thường là bột muối và các oxit tùy từng loại bình. Thứ hai, phía trên có cụm van và tay sách van bóp. Tay sách van bóp giúp chúng ta di chuyển bình để làm cháy. Bóp van bóp đẩy khí nén, đẩy bột từ trong bình vào đám cháy. Chốt hãm kẹp chì để đảm bảo trong quá trình di chuyển và để thể hiện rằng bình này đã được sử dụng hay chưa. Khi đã rút chốt hãm kẹp chì thì dùng rồi hay chưa dùng đều phải đi nạp sạc lại. Nên khi sử dụng trong các đám cháy thực tế thì chúng ta nên bóp hết bột trong bình hoặc đến khi đám cháy được dập tắt. Ở trên đồng hồ đo áp suất có 3 giải vạch: màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Vạch màu đỏ có áp suất từ 0 đến 1,2 MPa. Vạch màu đỏ từ 1,2 đến 1,4 MPa. Vạch màu vàng từ 1,4 đến 2,5 MPa. Và đảm bảo nhất là kim chỉ vào vạch xanh. Lấy phần cổ bình, ngón trỏ tay phải móc vào phần khuyên của chốt hãm. Rút một phương ngang vuông góc với thân bình. Sau khi rút chốt hãm kẹp chì xong, đối với đám cháy ngoài trời, chúng ta đứng ở đầu hướng gió, tay thuận xách bình, tay không thuận cầm vào đầu nối giữa vòi phun và loa phun, đứng ở tư thế chân trước chân sau, mặt hơi lùi về phía sau, hướng loa phun vào đám cháy. Đối với đám cháy chất cháy ga, chất cháy rắn, điện thì chúng ta phun trực tiếp vào gốc lửa. Đối với đám cháy là chất cháy lỏng, chúng ta phun bao phủ đám cháy và vừa phun chúng ta vừa tiến lại gần. Nguyên tắc phun đối với bình bột là phun hết bột hoặc đám cháy được dập tắt. Chúng ta không được phun theo kiểu nhát một thì hiệu quả chữa cháy không cao.